Việt Sử Toàn Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, không quân Việt Nam của ta đã lập được nhiều chiến công hiển hách. Nổi bật trong số đó, không thể không nhắc đến trận đánh lịch sử của không quân Việt Nam trên đất Lào cách đây 49 năm. Đây được xem là trận đánh thành công hiếm có ở độ cao lớn trên mặt đất của không quân ném bom Việt Nam trên đất bạn Lào, có sự chuẩn bị công phu và tổ chức chỉ huy chặt chẽ, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Vậy không quân Việt Nam đã bất ngờ dội bom phá tan tành căn cứ địch trên đất Lào như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thượng tá phi công Ngô Văn Trung là một trong hàng ngàn quân tình nguyện Việt Nam và các phi công của quân chủng phòng không không quân đã từng tham gia chiến đấu trên đất bạn Lào hào hứng kể. Đầu tháng 6 năm 1972, quân giải phóng Lào mở chiến dịch ở cánh đồng Chum, Siêng Khoảng. Căn cứ Bon Lung nằm ở độ cao 1.800 m so với mặt nước biển, cách Siêng Khoảng 30 m về phía đông bắc. Đây là căn cứ đầu não của lực lượng Vàng Bao với nhiều cố vấn Mỹ, địa hình hiểm trở. Địch tổ chức phòng thủ rất chặt, Bung Long có căn cứ sân bay, máy bay địch thường xuyên hoạt động và hàng loạt kho tàng quân sự quan trọng. Đã nhiều lần, quân tình nguyện Việt Nam và bộ đội phá thét Lào tổ chức đánh nhưng chưa tiêu diệt được căn cứ này. Sau nhiều lần thảo luận, Bộ Tổng tham mưu đã quyết định dùng máy bay oanh tạc vào căn cứ quan trọng của địch ở Bung Long. Chấp hành chỉ thị của trên, Bộ Tư lệnh Binh chủng Không quân Việt Nam quyết định sử dụng hai tổ bay điều khiển máy bay ném bom IL-28 của đoàn bay 929 thực hiện nhiệm vụ này. Để đánh địch đạt hiệu quả cao nhất, các thế trận như thế tiến vào khu vực tác chiến, thế phát hiện mục tiêu địch, thế vào công kích mục tiêu và thế thoát ly khỏi khu vực tác chiến đều được đơn vị chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ. Đặc biệt ở khu vực tác chiến, đơn vị đã thành lập tổ công tác do tham mưu phó Vũ Bá Linh và Hoa Tiêu Nguyễn Văn Tam kết hợp với quân tình nguyện Việt Nam và bộ đội phá thét Lào đến trinh sát giúp cho phi công, tổ bay nghiên cứu kỹ trên bản đồ và lập sa bàn để nắm chắc về địa điểm khu vực, địa hình, khí tượng, thủy văn, tình hình địch. Các bài bay độ cao thấp và độ cao cực thấp 50 m, cách ném bom thia lìa đều được tổ bay ôn lại nhiều lần để sẵn sàng tham chiến. Các tình huống giả định khi thực hiện nhiệm vụ cũng được tổ bay luyện tập kỹ lưỡng. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh còn điều biên đội máy bay MiG-21 cất cánh để yểm hộ cho hai tổ bay rút về căn cứ an toàn. Nhớ lại những ngày lịch sử đó, Thượng tá Ngô Văn Trung sôi nổi kể. Được cấp trên giao nhiệm vụ chuẩn bị gấp hai máy bay ném bom làm nhiệm vụ chiến đấu trên đất bạn Lào, ai cũng phấn khởi. Bởi gần chục năm trời, các phi công của đơn vị 929 mong mỏi xuất kích chiến đấu nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Đầu tháng 10 năm 1972, cấp trên lại có lệnh chuẩn bị gấp để máy bay làm nhiệm vụ chiến đấu. Có đồng chí cán bộ, nhân viên kỹ thuật đã phải đạp xe đạp thâu đêm từ Phú Thọ về Hà Nội để cùng tổ bay và thợ máy làm công tác chuẩn bị. Sáng ngày 9 tháng 10 năm 1972, hai chiếc IL-28 được tổ bay và cán bộ, nhân viên kỹ thuật hàng không kiểm tra thông điện lần cuối, kiểm tra đồng bộ, bom đạn. Máy bay của Bùi Trọng Hoan, Nguyễn Đình Nhẫn, Nguyễn Hùng Cường mang 8 quả bom bì mẹ, mỗi quả chứa 150 bom bì con. Máy bay của tổ bay Nguyễn Văn Trừ, Thân Xuân Hạnh và Ngô Văn Trung mang 8 quả bom phá 250 kg. Mỗi máy bay còn nạp 650 viên đạn pháo 23 ly. 16 giờ 40 phút ngày 9 tháng 10 năm 1972, các phi công đã ngồi sẵn trên máy bay chờ lệnh xuất kích. Cùng lúc đó, một tốp máy bay địch đang ném bom ở vị trí. Thực hiện chiến thuật bám thắt lưng địch mà đánh, khi máy bay địch rút về căn cứ, Bộ Tư lệnh mới quyết định cho hai tổ bay xuất kích để tránh radar cảnh giới của địch phát hiện. Đến thời điểm 17 giờ 07 phút, hai tổ bay được lệnh xuất kích. Lúc này, trên bầu trời miền Bắc thời tiết xấu, mây giăng kín, nhưng cả hai tổ bay vẫn bình tĩnh bay theo đường bay đã định. Đến Bung Long, khi đã xác định rõ mục tiêu oanh kích, tổ bay của Bùi Trọng Hoan lao vào mục tiêu công kích trước. Lần lượt, 8 quả bom bi mẹ 250 kg được trút xuống. Tiếp theo đó là tổ bay của Nguyễn Văn Trờ và Thân Xuân Hạnh nhanh chóng ảo tới mục tiêu ném 8 quả bom phá vào căn cứ địch. Cùng lúc đó, xạ thủ Nguyễn Hùng Cường và Ngô Văn Trung của hai máy bay đã quay 4 khẩu pháo 23 ly, trút xuống mục tiêu gần 900 viên đạn 23 ly. Trận oanh kích của hai tổ bay đạt hiệu suất chiến đấu cao, đã phá hủy một phần đường băng, bắn cháy một kho xăng, một kho đạn của địch bị nổ và trên 80 nóc nhà quân địch cũng bị phá hủy.
Sau trận đánh, hai máy bay nhanh chóng thoát ly an toàn về hạ cánh ở sân bay Đà Phúc, Nội Bài. Khi xuống, hai máy bay không tắt máy mà điều khiển máy bay lăn thẳng vào ụ sơ tán để ngụy trang, tránh địch phản kích. 8 giờ tối, khi mọi việc sơ tán ngụy trang máy bay vừa xong thì F-111 đến ném bom. Trận đánh của hai tổ bay IL-28 ở Buôn Lòng đã tạo điều kiện thuận lợi cho quân tình nguyện Việt Nam và bộ đội phá thét Lào phát triển thế tấn công, góp phần vào chiến thắng vang dội trên mặt trận cánh đồng chung Siêng Khoảng đến toàn thắng. Quý vị thân mến, có thể khẳng định rằng đây là trận đánh có 102 mãi mãi là niềm tự hào của Không quân Nhân dân Việt Nam và xứng đáng với 16 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng: trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Và để nên chiến thắng vang dội này, không thể không nhắc đến một loại máy bay được thiết kế hoàn toàn cho nhiệm vụ ném bom duy nhất có trong trang bị chiến đấu của Không quân ta đã góp phần vào chiến công chung của Không quân Nhân dân Việt Nam. Nói đến đây, quý vị có đoán được đó là loại máy bay ném bom phản lực nào hay không? Nếu chưa thì đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Ilyushin IL-28 là máy bay ném bom phản lực đầu tiên được sản xuất hàng loạt tại Liên bang Xô Viết vào năm 1949. Nó cũng được chế tạo theo giấy phép tại Trung Quốc với ký hiệu Hồng H5. Tên hiệu của NATO của loại máy bay này là BX cho cả 3 phiên bản IL-28 ném bom, IL-28R trinh sát và IL-28T ném bom phóng thủy lôi. Phiên bản IL-28U dành cho huấn luyện có tên hiệu riêng là Mascot. Ước tính, tổng số máy bay IL-28 được chế tạo tại Liên Xô và Trung Quốc vào khoảng 2.000 tới 6.000 chiếc. Trong thập niên 1990, sau hơn 40 năm phục vụ, hàng trăm chiếc IL-28 vẫn còn hoạt động trong không quân nhiều nước. Thông số kỹ thuật: đội bay 3 người, chiều dài 17,6m, sải cánh 21,5m, chiều cao 6,7m, diện tích cánh 60,8m2, trọng lượng rỗng 11.890 kg, trọng lượng chất tải 17.700 kg, trọng lượng cất cánh 21.200 kg, tốc độ tối đa 900 km/h, tầm hoạt động 2.180 km, trần bay 12.300m, tốc độ leo cao 900m/s, chất tải cánh 900 kg/m2, lực đẩy trọng lượng 1/3/2. Trang bị vũ khí 4 pháo NR-23, 2 phía mũi và 2 phía đuôi, 300kg bom ở trong khoang. Quá trình hình thành lực lượng không quân ném bom của Việt Nam. Trong 3 ngày cuối tháng 6 năm 1965, 8 chiếc máy bay ném bom tầm trung IL-28 do phi công nước bạn điều khiển lần lượt hạ cánh xuống sân bay Nội Bài sau chuyến bay dài từ sân bay quân sự của Liên Xô và quá cảnh trên đất Trung Quốc. Đây chính là những chiếc máy bay ném bom đầu tiên trong biên chế Không quân Nhân dân Việt Nam. Trong số máy bay này có 4 chiếc chiến đấu: 2082, 2084, 2086, 2088, 3 chiếc trinh sát chụp ảnh 2182, 2186 và 1 chiếc huấn luyện 2180. Cùng hạ cánh xuống sân bay còn có chiếc máy bay vận tải cỡ lớn chở vật tư khí tài và các chuyên gia kỹ thuật Liên Xô. Đại tá Phạm Chu Hải, nguyên cán bộ kỹ thuật tiểu đoàn độc lập 929 cho biết, đón và tiếp nhận máy bay là những cán bộ nhân viên kỹ thuật IL-28, T-16 tốt nghiệp trường không quân Krasnodar, Liên Xô về nước từ cuối năm 1964. Đây là đoàn cán bộ kỹ thuật trên 100 người gửi sang đào tạo ở Liên Xô từ năm 1961. Về nước, do không có máy bay nên một số cán bộ được đi học chuyển sang loại kỹ thuật máy bay MiG-21, số khác chuyển sang công việc theo yêu cầu của tổ chức. Hôm làm nhiệm vụ, tổ kỹ thuật chỉ còn 14 người do đồng chí Bùi Minh Hứa phụ trách. Trong 8 năm hình thành và tồn tại ngắn ngủi, không quân ném bom T-16, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật luôn có những biến động. Từ giữa năm 1967 đến đầu năm 1969, có đến 2/3 số cán bộ kỹ thuật tốt nghiệp ở Liên Xô, Trung Quốc và 1/3 số nhân viên sơ cấp kỹ thuật dưới đơn vị đi chiến đấu ở các chiến trường B, C và pháo cao xạ. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, lực lượng không quân ném bom đã buộc Mỹ và Ngụy quyền Sài Gòn phải tìm phương thức đối phó. Đầu năm 1966, hai máy bay trinh sát vũ trang Apache của Mỹ phát hiện được những chiếc IL-28 của đơn vị đỗ ở dọc xóm Tân An đến Gò Chai đã lao vào phóng nhiều loạt bom bi quả dứa xuống khu vực máy bay đỗ, làm chiếc 2084 hư hỏng nặng. Những năm tiếp theo, máy bay không được bổ sung. Những chiếc còn lại do đã qua nhiều lần đại tu ở Liên Xô trước khi được đưa sang Việt Nam nên thời hạn sử dụng không còn nhiều, thường phát sinh hỏng hóc.
khó khăn là vậy, nhưng đội ngũ kỹ thuật T-16 luôn phấn đấu vượt bậc, đảm bảo máy bay luôn đạt hệ số kỹ thuật cao 90% và luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Nhiều lần, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị máy bay đi chiến đấu ở các chiến trường B, C, cơ động đến nhiều sân bay, duy trì 4 chiếc máy bay tốt sẵn sàng cất cánh. Hàng trăm quả bom các loại, hàng ngàn viên đạn pháo được lắp trên máy bay, sẵn sàng đợi lệnh. Song vì những lý do khách quan, máy bay ném bom không có dịp cất cánh chiến đấu. Năm 1970 và 1971 là hai năm khó khăn nhất đối với T-16. Lúc này, đơn vị chỉ còn 2 chiếc máy bay tốt, 2088 và 2184. Chiến trường lại rất cần sự chi viện hỏa lực của không quân ném bom. Tháng 7 năm 1971, trên quyết định cho đơn vị cải tiến máy bay trinh sát chụp ảnh 2184 thành máy bay ném bom. Việc cải tiến không phải dễ vì phải thay đổi toàn bộ hệ thống máy ném ngắm bom, hệ thống lái tự động, radar PSP-NM, hệ thống máy tạo và phân xung điều khiển ném bom và phải làm mới hoàn toàn hệ thống cáp điện từ buồng lái, buồng dẫn đường đến buồng bom. Song với sự quyết tâm của toàn đơn vị, với trí thông minh sáng tạo của các cán bộ kỹ thuật, nhất là hai thợ quân giới Hà Văn Như và Nguyễn Văn Ngọ, đơn vị đã hoàn thành công việc cải tiến kỹ thuật một cách xuất sắc, thay toàn bộ hệ thống máy ngắm OPP-5S của máy bay trinh sát bằng máy ngắm ném bom OPP-6SR có tính năng và độ chính xác cao hơn, đặc biệt có chế độ hoạt động đồng bộ với radar PSP-NM mà máy bay trinh sát không có, thay toàn bộ hệ thống máy tạo xung và phân xung điều khiển ném bom ESBR-45S bằng ESBR-49M và KSP, thay 4 giá bom KD-2 của máy bay trinh sát bằng giá KD-3 của máy bay ném bom. Việc cải tiến hoàn thành, phi công, dẫn đường Thần Xuân Hạnh trực tiếp kiểm tra và làm những thao tác kỹ thuật phù hợp đã cho nhận xét tốt. Tiếp đó là cuộc bày thử và ném bom thật trên trường bắn hỏa lạc, xác suất trúng mục tiêu rất cao và công việc cải tiến đã hoàn tất, đạt kết quả tốt. Chiếc máy bay trinh sát chụp ảnh 2184 có chức năng mới, ném bom. Cách đây 49 năm, vào lúc 17:07 ngày 9 tháng 10 năm 1972, từ sân bay Đa Phúc Nội Bài, hai máy bay IL-28 của Không quân Việt Nam được lệnh cất cánh, bay sang đất bạn Lào, trút bom xuống căn cứ địch ở Bulong. Kết thúc trận đánh, ta đã phá hủy một phần đường băng, bắn cháy một kho xăng, một kho đạn của địch bị nổ và trên 80 nóc nhà quân địch cũng bị phá hủy. Có thể khẳng định đây là trận đánh có 1-0-2, mãi mãi là niềm tự hào của Không quân Nhân dân Việt Nam và xứng đáng với 16 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng: trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, Việt sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.